Đông đảo cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị cùng nhân dân các xã thị trấn của huyện Kim Sơn đã tích cực hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua Ngày thứ bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch diễn ra sáng nay. Tới dự có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn. Phong trào thi đua Ngày thứ bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch được huyện phát động nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2022 và nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu, thời gian qua, huyện đã quyết liệt chỉ đạo các xã thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường. Để phong trào thi đua Ngày thứ bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch đạt hiệu quả, Kim Sơn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh và cải tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện, thực hiện đồng bộ công tác vệ sinh môi trường với đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị. Các đơn vị, các xã thị trấn thực hiện công tác vệ sinh môi trường kết hợp quản lý hè phố, lòng đường, thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, duy trì đảm bảo vệ sinh trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư, không để tồn đọng tại các địa điểm trung chuyển. Các cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn huy động 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động triển khai thực hiện phong trào Ngày thứ bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ công chức viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị của huyện cùng cán bộ và nhân dân các xã thị trấn đã tiến hành thu dọn vệ sinh trong khuôn viên các cơ quan, tổ chức giải tỏa, nạo vét, vật cản trên các dòng sông, kênh mương và các tuyến đường, thu gom xử lý rác thải tại các khu dân cư.